Con học lớp mấy rồi? Ê, thầy lớp 2. À, cô của con tên gì? Hả? Cô của con tên gì? Cô nào? Cô dạy lớp 2 á. Con không có cô. À, thầy. Thầy, thầy Văn. Thầy Văn. Trường của con tên gì? Trường của con tên thầy Trắng Lịch Hội Thượng B. Thầy Trắng gì? Thầy Trắng Lịch Hội Thượng B. Mình đó hả? Ra cũ yểm là chưa có tiền sửa nè đó. Rồi nấu thì sao đâu? Ví dụ nấu bật lên sao đâu? Nè. Nói gì nè? Nó. Chơi. Vách này mưa một cái là nó tạt hết nè. Nhờ dách người ta đó. Nhờ dách người ta luôn. Cái miếng này nè. Trời ơi. Chủ hiện nay còn mấy đứa bé ở nhà? Còn ba đứa gì á. Dạ kêu vô cho em. Chào. Con đi bắt sáng giờ đó hả? Có mới đi à. Mới đi bắt này được nhiêu tiền? Đó bắt ăn. Bắt ăn hả? Ra ăn. Đây là con anh. Cháu. Này là cháu. Bốn gái nè. Đây 1, 2, 3, 4. Cô bác quý anh chị, đây là cái khu vực nhà của anh Cò. Ba Cò đâu? Nhỏ trong kìa. À, cái con ăn gì ấy? Dạ, ăn kem bốn mùa. Kem bốn mùa hả? Thôi, không biết đâu. Con nói chuyện tiếng Việt được đó hả? Dạ. Tiếng Khmer cũng được luôn. Đâu, nói chuyện tiếng Khmer chú nghe rồi. Ăn kem nó là sao? Ăn kem si kem. Si kem hả? Đi học nó là sao? Tao hèn. Đi học tao hèn. Ăn cơm? Ăn cơm si bài. Ba mẹ? Bên mẹ Âu Mai. Âu Mai. Em trai? Em trai là Ôn Thỏ. Con học lớp mấy rồi? Học lớp 2. Bây giờ chú hỏi bằng tiếng Khmer. Chú hỏi bằng tiếng Việt, con trả lời bằng tiếng Khmer được không? Con học lớp mấy rồi? Ê, thầy lớp 2. À, cô của con tên gì? Hả? Cô của con tên gì? Cô nào? Cô dạy lớp 2 á. Con không có cô. Thầy. Thầy thầy Văn. Thầy Văn. Trường của con tên gì? Trường của con tên thầy Trắng Lịch Hội Thượng B. Thầy Trắng gì? Thầy Trắng Lịch Hội Thượng B. Con học hết lớp 2 đúng không? Và tập làm văn tới bài gì rồi? Tập làm văn không học tập làm văn thứ 6. Không học tập làm văn thứ 6. Hôm nay con có đi học hay không? Không. Con trả lời bằng tiếng Khmer. Hôm nay con có đi học hay không? Man. Vì sao hôm nay con không đi học? Ban sắp. Ban sắp. Bà nội gọi là gì ta? Bà nội gọi là gì? Dì nội. Dì nội. Bà ngoại. Dì ngoại. Dì ngoại. Dì ngoại. Dì ngoại. Cái gì cũng hết rồi vậy. Con năm nay bao nhiêu tuổi? 8 tuổi. Tiếng Khmer nói sao? Bảy ơ năm. Rồi con có mấy anh em? 3. Ba anh em. Bảy. Ba mẹ của con làm nghề gì? Lọc quanh là làm nghề biển. Bán đồ. Chào bà nhá. Rồi các con coi kem vui nha. Dạ. Có chừng nào có kem kêu chú mua cho nha. Dạ. Anh em gửi cho anh một cái tặng, gửi anh lại một cái áo. Nhà mình là nhà nhỏ. Nhà này đi hả? Nhà này ai cắt cho anh đi anh? À anh mặc áo vô đi, anh mặc áo vô đi. Bên đây là nhà của anh đấy hả? Ồ, thấy hoàn cảnh của mình khó khăn quá ha. Nhà nhỏ gì đó. Mặc áo vô đi. Hồi đợt trước bên đài truyền hình Cần Thơ nó cho. Hồi đó em cũng ở một cái căn nhà đó. Một nhà lá nhỏ nó giọt nát thôi. Rồi bây giờ đài truyền hình nó có chết. Cái nhà mà cái nhà nó bằng kê á, gọi nhà kê á. Bây giờ nó mục rồi nó gãy. Bây giờ cắt lại nhà xíu vậy nè. Nhà kia mục hả? Nhà kia mục rồi. Một quần nó gãy chút xíu nó sập đè con luôn. Biết sao mình ở đây nhà kê cây ở không được lâu đâu. Chừng 2 năm là gãy rồi. Sao mình không cắt tường? Tường không có tiền. Không có tiền. Làm ngày ăn ngày làm gì có nhà xây nhà tường được. Thôi anh cho em vô nhà. Đấy. Không nhà mình với.
ở nhà hai vợ chồng rồi đứa con. Đó anh bật cái đèn lên cho em được không? Cái đèn đây nè. Cái đèn này cũng nối đuôi người ta đó, người ta ăn một tháng là 200 ngàn đó. Có hai cái bóng nè, rồi với một cái để con nó sạc ba cái điện để đi xoay của con rồi đó. Nối đuôi có nghĩa là nối đuôi người ta. Là có nghĩa là mình nhờ. Ờ nhờ người ta, rồi người ta ăn tháng là 200. Ờ. Đây là giường này của con hả? Của con bé. Rồi đây hai vợ chồng. Hai vợ chồng bên đây. À. Nền đất ha. Ừ, cái nền này nhà nước người ta mua cho mà người ta không có cất cái nhà cho. Ừ. Rồi bà hỏi có đài thơ đó nó cất cũng 3 năm rồi bây giờ nó sụp, bây giờ tôi sửa lại dựng cách chưa kính rồi đó, nó lủng bọng gì hết trơn đó. Bên đây ha. Ừ, chưa có đài nó tạc không chết là chưa đủ để làm nữa rồi. Đây rồi che cái xu đỡ không đó, che cái xu lủng lỗ rồi đó. Thấy không? Ờ. Che gì đỡ đó cũng còn dột nát không chết luôn. Đây là nhà nước cất cho mẹ, cho người mẹ riêng, cho người mẹ riêng. Còn anh thì ở đây cái phần ngoài sau này nói qua này là 4 mét đất là người ta là nhà nước chưa có cất cho. Ừ. Đó là cất cho bà ngoại, bà không có chồng, rồi tôi mất cha lâu rồi thấy bà lão cô đơn một mình, nhà nước người ta hỗ trợ người ta cất cái căn nhà cho bà lão, chứ không có trong nhà không có của cải gì hết trơn á. Anh có 3 người con hả? 4 người con. 4 người con. Con chưa có ai lao động được đâu. Ừ. Con lớn nhất là nhiêu tuổi anh? Mới có 15 tuổi à. Dạ. Nó chưa có 4 gái. Ở ngoài, ở nhà anh thì đâu có cái gì quý giá ngoài cái giường này. Ừ, đâu có gì quý giá đâu. Còn cái tủ này người ta không xài, người ta cho nó, nó cũ em để gì đó. Ừ. Không có gì mà gia tài, không có gì mà được mắt đó. Rồi bếp ra được có một cái vậy đó. Rồi nhà thì lủng lên lủng xuống đó, nó vậy đó. Che cái xu đâu không mà tôn cũ rồi người ta cho. Ừ. Rồi đó đâu có đồ gì quý giá đâu, rồi làm ăn gì đâu có đủ khả năng nổi, mà tôi nên thấy vô tới dựng còn chưa xong nữa. Ủa anh nói là dân ngày nào là giờ ăn hết ngày đó hả? Ờ, ngày nào hết ngày đó rồi con lớp đi ăn học. Rồi như là ngày làm được 100, 150 thì tiền gạo, tiền bột ngọt con đi học đứa 10 ngàn rồi hết nữa. Hết ngày mai sáng xách lưới đi ra rồi đi thụt cá bún sao hoặc khi đi bắt cua nó rồi về đủ sống. Rồi lỡ không bệnh thì thôi, nếu mà bệnh thì cũng thiếu. Mà thiếu cũng phải gán thôi chứ biết sao. Ừ. Cái này là nước mắm hả? À, dầu nước mắm. Ờ. Này bếp ga của mình đó hả? Ga cũ yểm mà chưa có tiền sửa nè đó. Rồi nấu thì sao đâu, ví dụ nấu bật lên sao đâu. Nè, ở gì nè. Nó. Chơi. Ờ, dạ. Hơi... Cục cái gì vậy? Đâu, bây giờ bốn người con của anh đâu, anh có thể gọi vô được không? Ngọc Hương, Ngọc Trinh á. Con vua nào á? Đây là mẹ anh hả? Mẹ bà già. Dạ. Rồi một đứa em bệnh sơ gan nữa. Ừ. Nó sưng vậy đó. Phiều mình hết hả? Ờ, rồi nó đâu làm gì tôi cũng nuôi nó luôn đó. Một mình tôi là nuôi 7-8 người đó. Trời ơi. Đó, gia đình tôi vậy đó. Ngọc Hương cái chanh nào mà Âu Phà với cô Anh hả? Nó đi lụm ve chai rồi. Còn mấy đứa người con nhỏ cái đi học rồi. Ừ. Còn đứa thứ hai nãy đó. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi bà? 85. 85 rồi. Bà 85 tuổi ha. Ừ. Bà là mẹ của anh Cò. Dạ. Thì bà có mấy người con? Bốn. Bốn con, ba đứa hả? Ba đứa ha. Ừ. Anh Cò là thứ mấy? Tôi thứ ba. Người thứ hai đâu anh? Thứ hai đi theo chồng ở Bình Dương rồi, không có gì à. Bỏ đứa cháu cho tôi giữ luôn. À. Là tôi là nuôi thêm đứa cháu nữa, thằng Trí á. Trời ơi. Một đứa cháu nữa đó, thằng cháu trai ở ngoài á. Ờ. Là vừa con tôi là 5 đứa, một người mẹ, một người em bệnh sơ gan nữa, nãy anh thấy đó nó sưng vậy đó. Ừ. Nhiều lúc nó phì như này rồi cái đi hút thuốc ở bên chùa Phước Thiện đó cho nó uống với nó đỡ rồi tới chừng nó tới cử nó phì nữa như vậy. Ừ. Nó ngộ lắm. Mà gia đình tôi thì nó không có của cải gia tài gì mà đáng đắt tiền hết chứ. Nó bị trước kia gãy là rồi tôi cất sửa chữa ơn ơn đó mà mượn người ta nữa đó nghe mượn. Cái cây này anh còn nói lại nè. Ừ, nói đâu có gì mà tiền bạc đâu mua cây mục nói không đó, cây tre này người ta cho nữa nè, rồi lụm đó nói không đó. Ờ. Rồi tôn cũ đó thấy không, lũng lỗ hết trơn thì anh thấy những cái. Cái này tôn này là đúng là tôn cũ nè, tại vì đó. Mỗi một lỗ như thế là người ta đóng xin lại không? Rồi cái nhà trước gãy á, rồi tôi mới sửa chữa lại để xây dựng lên để cho con ở. Nền này nền đất hả? Nền đất. Không có tiền tráng nền luôn hả? Tiền tráng nền.
Còn ở bên đây thì người mẹ cũng cái tráng nền miếng này thì được của bên cũng bên đài truyền hình ta giúp được 5 bao xi măng. Rồi em không có thợ đâu, em tráng đại cho mẹ gì đó. Đây là cái nhà sau của mẹ mà ngặt. Ngặt cái là em ở tạm thời thôi. Như vậy là em tôi xin nói như thế này, nhà nước mua cho hai mẹ con là chiều dài 15 m, bề ngang 8 m thì mỗi một người một hộ thì được 4 m. Như vậy là nhà mẹ thì nhà nước người ta đã cho mẹ rồi. Còn như tôi thì nhà nước chưa có cho, bởi vì tôi đã người ta thấy tôi vậy, nhà nước đã cho tôi thoát nghèo nữa mà cái bảo hiểm vẫn cấp mà theo thoát nghèo. Bởi vì tôi có đòi hỏi ngay cái chỗ này hoài, nó không biết tại sao mà tôi chưa có ai lao động hết mà người ta bắt cho tôi phải thoát nghèo. Tôi muốn hỏi gì hoài tới nói đó tùy theo. Bởi vì nhưng mà anh là hồi đó giờ bám biển sống bằng nghề biển không à? Còn chị rồi. Chị vợ tôi hả? Vợ tôi thì giữ nhỏ nãy đó, nhỏ 3 tuổi đó đâu dám bỏ nữa. Người ai có mướn đi lột hành á, cắt hành giống rồi đó. Dạ. Thì vợ đi được phụ ngày cũng đỡ, rồi nhiều lúc ta là kêu 2 ngày cũng đỡ. Năm người, người anh bốn người con, bốn người con một đứa cháu, một đứa cháu là năm đứa là tuổi ăn không, tuổi ăn học không đó, là còn nhỏ nhỏ không đó. Rồi rồi bốn đứa cháu nó ngủ ở đâu? Nó ngủ trong này nè, là một giường đó, bốn anh ba anh em nó, rồi đứa Út ngủ với tôi đó. Một giường này ba anh em ngủ là vừa không? Vừa ba người nhỏ nhỏ hả? Thì nó ghét hết trơn vậy đó. Cái này cũng bên đài truyền hình nó cũng cho không, bây giờ ngủ thì ghét được coi cho 3 năm trước vậy đó, không có gì quý giá đâu. Anh cứ gọi coi cái gì đó, quần áo không có tủ để. Trời ơi, gia đình hai vợ chồng bốn người con, một người thêm, mẹ già 80 tuổi, thêm người cháu nữa, rồi một người thằng em đã bệnh như vậy nữa đó. Thật sự là bệnh thật đó, chứ không phải nói chơi đó. Bởi vì tôi nói cũng trông mong bên hảo tâm có thương xót gia đình em, mà cũng thương đến đây để thăm gia đình em để cho biết, rồi để cái mình nói bậy bạ rồi người ta không tin đó. Tôi cũng trông mong vậy, được phần nào hay phần nấy. Bà ngồi đi bà. Tôi thì anh mà nói chuyện tiếng kinh gành ha. Dạ. Ngồi xuống nha. Anh ngồi đi, em ngồi. Rồi anh có ước muốn gì trong cái cuộc đời của mình không? Tôi cũng trong mong ước, tôi làm nghề biển này tôi thấy đi bộ rồi tôi cũng thấy cảm thấy mệt mỏi lắm. Tôi cũng cầu mong được một cái chiếc giò lãi, rồi một cái chiếc máy cu le mình đó, như là cái máy xăng á. Anh có mong muốn sửa lại cái căn nhà của mình không? Cũng mong muốn ước lắm mà chưa có khả năng làm được. Bởi vì mình chưa có, trong gia đình tôi chưa có sức lao động, chỉ có một mình làm không, mà nuôi 7-8 đứa nó, rồi nuôi một người mẹ già rồi một người em. Rồi bởi vì em xoay chở chưa có nổi, mà bây giờ mong ước cũng chẳng có gì đâu. Cái gì đó thì cái theo biển, bám theo biển để sống qua ngày, mà tôi giái trời hoài đừng có để cho bị bệnh hoạn được rồi. Cho mẹ cha tôi được, cầu mong bà được sống 100 tuổi là được rồi. Trời ơi, không, em không biết nói sao luôn. Khi mà cái phần bên đây nè, vách này mưa một cái là nó tạt hết nè. Nhờ dách người ta đó. Nhờ dách người ta luôn. Cái miếng này nè. Miếng bên trời đó ơi. Cái chủ này, mua chủ. Hiện nay còn mấy đứa bé ở nhà? Còn 3 đứa gì á. Dạ kêu vô cho em. Ai giờ nó chưa có gì á. Lụm ve chai theo cái cặp mé mé biển nước nó trôi lên á. Dạ. Bà lão cũng đi lụm ve chai nữa rồi. Đây là Út nè. Út, đây là lớn. Thứ hai đó. Mà trời, thứ hai còn nhỏ ốm yếu lắm, chưa có dám cho đi làm. Bốn đứa con gái luôn. Bốn đứa con gái. Tôi không có con trai nào hết. Anh cười đó, thôi. Trời ơi, rồi gặp anh mà em không khỏi xót xa. Không phải là cái gì, đây cũng mình nói ra thì mình, nếu mà mình nói đổ thừa hoàn cảnh thì họ không có hiểu cho mình được, bởi vì mình không dám than thở, mình còn trẻ. Rồi nếu mình than thở người ta nói mình này nọ, kệ đi, có nhiều ăn nhiều mà. Còn người ta biết cái người ta, khi mà người ta có bên, có lòng hảo tâm, người ta đến gia đình mình, người ta thăm, người ta thương xót thì người ta cho gạo rồi vài chục ký gì hoài à. Thật ra cô bác của anh chị anh cò thì Bùi Hồ cũng không biết, nhưng mà tại vì mình có thông qua một số kênh thời sự thì có biết được anh cò. Cũng hỗ trợ người dân, những người khác đi quay về cái nghề truyền thống, đó là nghề trượt mông. Và Bùi Hồ là một trong số những người đó để quay lại một những cái nghề truyền thống của ấp mỏ này, ấp mỏ ó này. Và hôm nay thì
tình cờ anh nói lại nhà nướng những cái con cá bóng sao cho mình ăn. À, rồi cái việc mà anh nói với mình á là chỉ một thuê chi phí của một người khác á, là mướn thêm một người á thì là 250.000, còn đối với anh thì anh không có lấy tiền của Bùi Hồ. Anh nói với mình như vậy và mình cảm thấy rất là xót xa khi mà đến đây gặp được cái ngôi nhà của anh như thế này, mà vị trí địa lý của Bùi Hồ thì với anh thì cũng gần 200 cây số. Bùi Hồ có nhân nghiệp nghỉ mới có thời gian xuống đây cũng gần 200 cây số, và hôm nay biết được cái hoàn cảnh của anh như thế này thì muốn giúp nhưng mà không biết như thế nào. Nếu mà bà con cô bác quý anh chị có xem được thì hãy góp ý ở phần bình luận cho Bùi Hồ. Và lúc nãy đi á thì em chỉ còn, em nói thẳng nói thật với anh á, thì em chỉ còn 1 triệu ở trong túi thôi. Em trả anh một ngày công của anh là 250.000, và em gửi cho anh luôn là 500.000. Cũng tôi cũng làm thì đúng ra tôi cũng trông mong tôi cũng giúp mấy anh mà ngặt cái những tiền này, nhưng thấy gia đình tôi cực khổ rồi anh sẽ cho cái này thì quá, tôi thấy số tiền này quá nhiều rồi, tôi cũng mừng để sống được dài gỡ khoảng 500 này, nếu người ta ăn nhanh nhanh sống khoảng một tuần lễ. Có dịp xuống thì em sẽ quay trở lại, hoặc là có thể ngày mai nếu như được thì ngày mai em sẽ quay trở lại, em sẽ tiếp tục hỗ trợ cho anh đó. Mấy con em đó đó nó đi đó, cái gì đó thấy không, nó bày đó, nó đi sình bùng gì đó, đi bắt tối ngày đó. Mà đó, anh không có đồ ăn mà hồi anh nói là nướng cho Bùi Hồ ăn luôn đó. Như vậy là hồi không có đồ ăn rồi đó. Mới nè, mình lại đứng đây cái rồi cho mình nè, đứng cái bước bôi phim đó, nhỏ nhỏ gì đó, bước bôi phim cho một bôi rồi để đó đi chụp hình bôi. Vô đây, vô đây, rồi vô đây đứng đi, vô đây đi con. Trời ơi, con đi làm gì hả? Học sinh á. Thôi con gọi tử. Bắt gì con? Cua, đi xuống con gọi ba khía hả? Chù ủ. Chù ủ hả? Con lấy lấy ra cho chú xem á. Bắt một con ra được không? Được. Thương ơi trời, bốn đứa đó. Đứa này nữa là chào. Con đi bắt sáng giờ đó hả? Có, mới đi à. Mới đi bắt này được nhiêu tiền? Đó, bắt ăn. Bắt ăn hả? Dạ, ăn. Đây là con anh. Cháu. Cháu. Này là cháu. Bốn gái nè. Đây 1, 2, 2 3, 4. Trời ơi. Ba bạn nào ngủ, ba bạn này ngủ bên đó, kia hả? Bên đó đó. Ba bạn này ngủ bên giường bên kia. Rồi Út ngủ với tôi bên đây. Út này ngủ với anh. Ngủ cái này ghi đau cái lưng chết luôn. Biết sao? Gia đình 4 người con sống ngoài biển, mình anh nuôi. Nó có giường che nẹp vậy nè. Tối nó nhất ở vô. Ngày mai nếu như mình về được thì em ở chỗ kia em quay lại thì em sẽ ghé thăm gia đình của mình tiếp ha. Trời ơi, thấy thương quá. Đó. Thôi nha, em chào của gia, chào gia đình mình. Rồi, các con đi tắm đi. Rồi đi tắm đi. Dạ. Tao đây. Cố gắng giữ gìn sức khỏe và nhớ cố gắng giữ với bản chất là bám biển như thế này. Tôi sẽ nói rồi, tôi nói không bao giờ rời xa biển mà. Biển là nồi cơm của tôi, biển là người ta gọi là biển là cũng như cha mẹ của tôi. Khi hết một đời cha mẹ, cuộc đời cha mẹ thì còn lại biển cũng vẫn nuôi tôi hàng ngày để cho con tôi ăn được ăn học, hoặc khi tuy gần không giàu có thật mà tôi thấy rất là tốt đẹp ngay cái chỗ đó. Tôi sẽ mong muốn tôi sẽ đeo tới cái cả đời của tôi luôn. Tôi không muốn rời xa biển một bước nào cả. Rồi thôi em cảm ơn anh nha. Rồi. Cho em gửi lời thăm mấy bé nha. Em vô chào. Rồi bye bye con nha. Bye bye chú. Bye bye. Em bye bye chị nha. Nói chiều mình để đó, chiều mình ăn cơm. Con bye bye bà nha. Bye bye con nha, con gái nha.